Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 86. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị. Nên biết sanh tự duyên sanh, mà pháp tánh không sanh theo duyên. Diệt tự duyên diệt, mà pháp tánh không diệt theo duyên. Cho nên nói pháp tánh vắng lặng gọi là sanh mà vô sanh. Đến chỗ này thì Đại sư nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Hai chữ nên biết là phải nên biết. Tuy nói phải nên biết, nhưng lục đạo chúng sanh đều không biết. Vì sao họ không biết? Vì đã mê. Phật Bồ Tát sở dĩ ứng hóa trong thế gian này là để giúp đỡ cho chúng ta, là cứu độ chúng ta. Công đức lớn lao nhất là gì? Là giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Những thống khổ trong lục đạo luân hồi là do mê mà ra. Ai có thể cứu được? Phật Bồ Tát có thể cứu được. Cho nên chỉ có chư Phật Bồ Tát mới làm được công việc từ thiện cứu tế triệt để nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Không phải chỉ nói quý vị không có gì ăn thì đem một ít thức ăn cho quý vị, quý vị không có áo mặc thì đem một ít quần áo cho quý vị không có nhà ở thì cất căn nhà cho quý vị ở. Người thế gian chúng ta gọi đó là rất từ bi, là từ bi cứu tế. Còn Phật Bồ Tát thì không như thế. Phật Bồ Tát là muốn cứu quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi, muốn cứu quý vị ra khỏi thập pháp giới, muốn giúp cho quý vị thành Phật, giúp cho quý vị vĩnh viễn thoát khỏi tất cả thống khổ trong thế gian. Sự nghiệp từ bi cứu tế lớn lao như thế, rất là đáng tiếc, rất ít người thế gian biết được. Bậc đại thiện nhân như thế mà không ai nhận biết. Tuy không ai nhận biết, nhưng Ngài vẫn thời thời khắc khắc không rời khỏi chúng ta. Đó mới gọi là từ bi đến cùng cực. Ngài không rời khỏi chúng ta, thời thời khắc khắc vĩnh viễn không ngừng mà cứu độ chúng ta. Chúng ta phải nên giác ngộ, phải nên hiểu rõ, phải nên liễu giải chân tướng sự thật này. Sanh là duyên sanh, mà pháp tánh không sanh theo duyên. Diệt là duyên diệt, mà pháp tánh không diệt theo duyên. Chúng tôi đem sanh diệt đổi thành chữ khác thì mọi người dễ hiểu hơn. Sanh là cái thân thể này của chúng ta đã sanh, diệt là cái thân thể này đã chết. Chúng tôi dùng sanh tử mà nói thì mọi người càng dễ hiểu hơn.
sanh. Đích thật là duyên sanh. Thân thể của chúng ta là do tứ đại ngũ ấm chúng duyên hòa hợp tạo thành. Dùng lời hiện nay mà nói thì cái thân thể này là do rất nhiều khí quan, kinh mạch, tế bào hợp lại thành. Nhưng tâm tánh của chúng ta không phải là những khí quan, không phải là kinh mạch, cũng không phải là tế bào, cũng không phải là cái gì. Tâm tánh không phải là vật chất, vì vật chất có sanh diệt. Tâm tánh của chúng ta không có sanh diệt. Điều này cũng rất khó hiểu. Hiện nay quý vị có lẽ nhờ vào mạng lưới Internet để tiếp nhận những tin tức của chúng tôi, hoặc là xem dĩa DVD và băng giảng video của chúng tôi. Quý vị nhìn thấy chúng tôi trên màn bạc máy truyền hình. Tôi dùng cái này để làm tỷ dụ thì quý vị dễ hiểu. Cái màn bạc này của computer và máy truyền hình thì giống như pháp tánh. Những hình ảnh hiện trên màn bạc là sanh diệt của duyên sanh. Quý vị hãy nghĩ xem, những hình ảnh trên màn bạc có sanh có diệt, nhưng cái màn bạc đó có sanh diệt hay không? Không có. Lại dùng điện ảnh làm ví dụ, mọi người hiện nay đều có xem điện ảnh. Màn bạc của điện ảnh thì giống như pháp tánh vậy. Những hình ảnh hiện trên màn bạc là có sanh diệt, tức là duyên sanh. Cho nên cái hiện tướng đó, tức là tướng sở hiện, có sanh có diệt. Còn màn bạc là năng hiện. Không có màn bạc thì không thể hiện ra hình ảnh. Cho nên màn bạc không có sanh diệt. Từ những tỷ dụ này, quý vị đã thể hội được pháp tánh giống như màn bạc vậy. Nó cái gì cũng không có, nhưng nó có thể hiện tướng. Tuy nó hiện tướng nhưng không nhiễm trước. Dùng màn bạc để tỷ dụ chân tâm thì rất hay, cũng gần tương tự. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì chúng ta biết dụng tâm giống như màn bạc vậy. Tùy theo quý vị muốn hiện tướng gì cũng được. Quý vị muốn hiện tướng Phật Bồ Tát cũng được, muốn hiện tướng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được. Bất cứ hiện tướng gì cũng được mà tâm không có phân biệt, không có chấp trước, tuyệt đối không có nhiễm ô chút nào. Hiện tại mỗi ngày có thể nói quý vị đều tiếp xúc đến màn bạc của máy truyền hình, màn bạc của computer. Cái gì nó cũng không có, nhưng cái gì nó cũng có thể hiện. Thế nhưng những máy móc này nó có thể hiện là nhờ vào ngoại duyên, gọi là duyên sanh. Sanh là nói hiện tướng, tướng là duyên sanh, mà pháp tánh không sanh theo duyên. Tức là cái màn bạc này nó có thể hiện tướng, nhưng nó không cùng một lúc sanh với hình ảnh, nó không sanh theo.
Diệt là nói những hình ảnh trên màn bạc đã mất hết, tắt hết điện thì không còn nữa. Những hình ảnh đó đã diệt mất, không còn nữa. Còn màn bạc thì không diệt theo những hình ảnh đó. Cho nên màn bạc là không sanh không diệt, hình ảnh là có sanh có diệt. Hình ảnh tức là cảnh giới lục trần bên ngoài mà lục căn của chúng ta tiếp xúc. Lục căn của chúng ta và lục trần bên ngoài đều là có sanh có diệt, có sanh có diệt. Pháp tánh có thể hiện tướng nhưng không sanh không diệt, giống như màn bạc không khác, nó không có sanh diệt, nó là vĩnh hằng, nó mới thật sự là của mình. Trong thiền tông nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh, nó mới thật sự là của mình. Nó bất cứ chỗ nào cũng có. Xin thưa với quý vị, nó từ trước đến nay chưa hề lay động. Pháp tánh vắng lặng từ trước đến nay chưa hề lay động, từ trước đến nay chưa hề bị nhiễm ô. Nó có đủ kiến văn giác chi, tức thấy nghe hay biết. Cho nên thấy nghe hay biết của con người chúng ta từ đâu mà có? Là từ pháp tánh mà có. Thấy nghe hay biết của tất cả vạn vật từ đâu mà có? Cũng là từ pháp tánh mà có. Không có lạ chút nào, nó vốn là có sẵn như vậy, bao gồm cả hư không. Nếu hư không không có thấy nghe hay biết thì nó không thể truyền bá thấy nghe hay biết. Ngày nay có rất nhiều tín hiệu đều do hư không truyền đi, là vì hư không nó có thấy nghe hay biết. Nó có thấy nghe hay biết. Do đây mới biết toàn cả vũ trụ là sống động, không phải là chết cứng. Nó sống động hoạt bát. Quý vị thấy núi sông đất đai, cây cỏ, cát đất sỏi đá hình như nằm im không động, nhưng thật ra nó linh động. Ngài Văn Thù Bồ Tát nói tâm tưởng thành cõi nước. Dùng lời hiện nay mà nói, câu này có nghĩa là vật chất từ đâu mà có. Ngài nói rất rõ ràng, tri giác là chúng sanh. Câu này nói rất hay, tức là tất cả chúng sanh đều có tri, đều có giác. Tại vì sao? Vì là pháp tánh. Tại động vật thì gọi là Phật tánh, tại thực vật hoặc khoáng vật thì gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh, đều có thấy nghe hay biết. Chúng ta vô cùng cảm tạ các nhà khoa học. Ngày nay họ dùng phương pháp khoa học để chứng minh thực vật có thấy nghe hay biết, khoáng vật có thấy nghe hay biết. Điều này đã giúp cho chúng ta hiểu rõ được sâu thêm một tầng, giúp cho sự giảng dạy của chúng ta có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là đối với chính bản thân chúng tôi. Xưa kia chính bản thân chúng tôi nghiên cứu kinh giáo, đích thật không có chứng cứ khoa học. Lòng tin của chúng tôi là nhờ vào Thánh Ngôn Lượng. Họ là bậc thánh nhân, không bao giờ lừa dối chúng ta. Sau đó thì nhờ vào công phu tu hành của chính mình,
phải đạt đến mức độ nhất định, tức là tu định đạt đến mức độ nhất định thì cảnh giới mới hiện tiền. Có nghĩa là quý vị thần chứng, quý vị đã chứng đắc. Hiện nay dùng khoa học, dùng phương pháp khoa học, tuy chúng ta chưa đạt đến mức độ tu hành như vậy, nhưng cũng có thể nhìn thấy. Dùng máy móc, dụng cụ để giúp cho chúng ta làm chứng minh. Dĩ nhiên là máy móc giúp cho chúng ta làm chứng minh chỉ có giới hạn, và lại rất là cạn cực. Nếu chúng ta chứng đắc được thiền định thì sẽ nhìn thấy cực kỳ vi tế mà lại sâu rộng. Chúng ta phải cảm tạ các nhà khoa học đã cung cấp những tin tức đó, khiến cho lòng tin của chúng ta tăng thêm gấp bội. Chúng ta biết phải khéo đối xử với mình như thế nào, phải khéo đối xử hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta như thế nào. Trong hoàn cảnh bao gồm cả hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Đối với tất cả hữu tình chúng sanh, đó là hoàn cảnh nhân sự. Đối với tất cả vô tình chúng sanh thì gọi là hoàn cảnh vật chất. Chúng ta sẽ giống như Phật Bồ Tát, dù không thể nói là hoàn toàn giống nhau nhưng cũng gần giống. Như chư Phật Như Lai xử sự đối người tiếp Phật không khác, sẽ dần dần khế nhập cảnh giới Phật. Đoạn khai thị này là giải thích cho chúng ta biết, cho nên nói pháp tánh vắng lặng gọi là sanh mà vô sanh. Cái gì gọi là sanh mà vô sanh? Đã nói nhiều như vậy. Sanh là dấu vết sanh diệt của chúng sanh, hay nói cách khác tức là hiện tướng. Sanh diệt là hiện tướng. Pháp tánh không sanh không diệt. Pháp tánh không phải là hiện tướng. Dùng lời hiện nay mà nói, pháp tánh không phải là vật chất. Vật chất là từ trong pháp tánh sanh ra. Cho nên sở hiện tướng của vật chất có sanh diệt, còn năng hiện tướng của pháp tánh không có sanh diệt. Quý vị nhìn thấy tướng thì thấy được tánh, đó tức là sanh mà vô sanh. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy trên màn bạc, nhìn thấy hình ảnh trên màn bạc, đồng thời cũng nhìn thấy màn bạc. Quý vị biết hình ảnh trên màn bạc có sanh diệt, còn màn bạc thì không có sanh diệt. Trong sanh diệt quý vị nhìn thấy không có sanh diệt. Nói như vậy thì dễ hiểu. Từ chỗ này quý vị phải chú tâm mà thể hội. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn sau đây. Vô sanh mà sanh, đây là nói về tướng. Tướng vốn là không có, không có mà nay lại có. Tại vì vì sao lại có? Ở chỗ này thiền sư Trung Phong bảo với chúng ta rằng tâm của chúng sanh đã mê vọng. Quý vị nên biết cái tâm này là vọng tâm, không phải là chân tâm. Bởi vì mê vọng nên không khế nhập được chân tâm. Chân tâm là thuần chân, tuyệt đối không bao giờ kèm theo vọng. Cái tâm này là gì? Cái tâm này là thức thứ 8. Chúng ta thường gọi là A-lại gia thức.
thật sự đã nhập A Lại, đã nhập A Lại gia thức. A Lại gia thức giống như một cái kho vậy. Tất cả hết thảy mê vọng của quý vị đều cất chứa vào trong A Lại gia thức. Vì A Lại gia thức là một cái kho, cho nên Phật tại trong kinh điển gọi cái thức này là hàm tàng thức, hoặc là tạng thức. Tạng là cái kho. Chúng ta khởi tâm động niệm gọi là lạc ấn tượng. Người hiện nay nói là lạc ấn tượng. Ấn tượng lạc vào đâu? Tức là cất chứa vào trong A Lại gia thức. A Lại gia thức là vọng tâm, cũng là rộng lớn không bờ mé, cũng như hư không vậy. Những ấn tượng đó không phải là vật chất, cho nên nó không có thể tích. Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói qua, nếu những ấn tượng đó là vật chất có thể tích, Phật nói khắp cõi hư không cũng chứa không hết. May là nó không có thể tích, nên cất chứa vào trong A Lại gia thức. Hôm qua chúng ta đã làm những sự việc gì, quá khứ đã làm những sự việc gì, hoặc là mấy chục năm về trước đã làm những việc gì, có những ấn tượng nào khắc sâu, hãy vừa nghĩ đến thì có thể tưởng tượng được ngay. Nếu những ấn tượng đó mà không có một chỗ để cất chứa thì không được. Tạng thức giống như kho chứa tài liệu vậy. Khi chúng ta cần xem tài liệu nào thì chúng ta rút tài liệu đó ra xem. Chúng ta có thể thấy rõ những sự việc trong quá khứ ngay ở trước mắt. Nếu không có một kho chứa tài liệu như vậy thì cái gì cũng không có hay sao? Cái kho tài liệu này không bao giờ hư hoại, nó vĩnh viễn không hư hoại. Trong kho tàng trữ những sự việc đó là đời đời kiếp kiếp của chúng ta, từ vô thủy cho đến ngày nay, hết thảy tất cả điều thiện cũng được, điều bất thiện cũng được, điều vô ký cũng được, cả thảy đều cất chứa vào trong kho đó. Khi chúng ta muốn lấy tài liệu nào thì tài liệu đó lập tức hiện ra, vô cùng nhanh chóng. Ngày nay máy computer cũng không thể sánh kịp với nó. Máy computer là do con người phát minh ra, vĩnh viễn không thể sánh bằng bộ óc con người. Tức là cái tâm này mê vọng nhập tâm, là nói cái tâm này tức A Lại gia thức. Tích nghiệp thành quả, tích là lũy tích. Những tội nghiệp đã tạo tác từ vô thủy cho đến ngày nay được lũy tích, đến bây giờ đã trở thành quả thì báo hiện tiền, tức là báo chướng trong tam chướng. Mê vọng nhập tâm là phiền não chướng. Tích nghiệp là nghiệp chướng, thành quả là báo chướng. Cho nên quả báo đã hiện tiền, oan uổng chịu luân hồi, vọng thấy sanh diệt. Luân hồi không phải thật, lục đạo không phải thật, là huyễn tướng. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay, như mộng huyễn bọt bóng, hạng phàm phu không biết, nghĩ rằng là thật.
Cho nên ở trong luân hồi thì nảy sinh vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là bị cảnh giới chuyển, không như người giác ngộ. Người giác ngộ có thể chuyển cảnh giới, họ hoàn toàn làm chủ được. Còn phàm phu thì là đáng thương, xem cảnh giới hư vọng không thật cho là thật, tâm bị cảnh giới chuyển. Cái tâm này là vọng tâm. Còn chân tâm không khởi tác dụng, vì đã mê mất, không biết gì cả. Quý vị suốt ngày đến tối khởi tâm động niệm, trong lòng quý vị nghĩ tưởng những gì đều là vọng tâm. Chúng ta muốn hỏi chân tâm có tồn tại hay không? Chân tâm có tồn tại. Khi nãy tôi có nói chân tâm giống như cái màn bạc, nó không sanh không diệt, không đến không đi, như bất động. Nó tồn tại như thế nào? Tuy tồn tại nhưng không khởi tác dụng, vì quý vị không nhận biết nó nên không biết dùng nó. Người giác ngộ thì biết dùng nó, biết dùng nó thì được đại tự tại. Tại vì sao? Vì không bị cảnh giới chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu chuyển được vật tức đồng Như Lai. Bản lãnh của Pháp Thân Bồ Tát và chư Phật Như Lai, các ngài nhận chân không nhận vọng, các ngài không bị cảnh giới chuyển. Pháp tánh ở tại đâu? Pháp tánh không rời pháp tướng, thì cũng như chúng ta đang xem truyền hình vậy. Màn bạc ở đâu? Quý vị nhìn thấy hình ảnh ở chỗ nào thì nhìn thấy màn bạc ở chỗ đó. Màn bạc không có rời khỏi hình ảnh, hình ảnh tức là màn bạc. Cho nên bậc thánh nhân, các ngài nhìn thấy hình ảnh thì thấy được màn bạc không sanh không diệt, thấy được màn bạc như bất động. Tâm các ngài không động, không bị cảnh giới hình ảnh chuyển. Hình ảnh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không có dính dáng gì với pháp tánh. Các ngài có thể giữ được pháp tánh. Cho nên từ chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu được cảnh giới của bậc thánh nhân. Tuy nay chúng ta chưa đạt được, nhưng chúng ta có thể suy tưởng được các ngài đang trong đại thiên thế giới ngũ dục lục trần. Các ngài cũng giống như xem điện ảnh, xem truyền hình vậy, tuyệt đối không sanh nhiễm trước. Các ngài nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, đó là huệ. Đó tức là trong kinh Bát Nhã có nói, Bát Nhã vô si vô sở bất tri. Các ngài nhìn thấy rất rõ ràng, gọi là vô sở bất tri. Vô tri là gì? Vô tri là pháp tánh như bất động. Vô tri mới là chân tri. Lục đạo phàm phu thì lại tương phản. Họ có tri, tức là họ chỉ thấy có tất cả hình ảnh trên màn bạc, nhưng họ đã quên mất màn bạc. Họ hoàn toàn đã quên mất. Họ không biết những hình ảnh đó là phải nhờ vào màn bạc mới có thể hiện ra. Họ thật sự đã hoàn toàn quên mất màn bạc. Họ hoàn toàn đã chấp tướng. Cho nên gọi họ là lục đạo phàm phu. Những hình tướng đó họ cho là chân thật, vì vậy trong tâm nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước, thường hay so đo, mà không biết những hình tướng đó là hư huyễn, là hư vọng.
Hình tướng vốn không tồn tại. Tại vì sao? Vì hình tướng sanh diệt trong từng sát na. Quý vị hãy nghĩ xem, có phải là hiện nay những hình ảnh trên màn bạc sanh diệt từng sát na hay không? Tuyệt đối không có hai hình ảnh giống nhau. Từ trên phim ảnh mà xem thì dễ hiểu rõ, bởi vì phim ảnh là do ống kính đóng hay mở quá rõ ràng. Còn máy truyền hình thì tiến bộ hơn phim điện ảnh. Những người xem truyền hình thì rất nhiều, nhưng ai có thể hiểu được nguyên lý của truyền hình thì không nhiều. Người hiểu được nguyên lý của truyền hình, họ biết được hình ảnh là hư vọng. Hình ảnh của truyền hình là gì? Hình ảnh là do những tia quét hợp lại thành. Những tia quét là do nhiều điểm hợp thành. Nhiều điểm hợp thành tia quét. Nhiều tia quét hợp thành hình ảnh. Nguyên lý là như vậy. Bởi vì những tia quét di chuyển quá nhanh, cho nên quý vị không thể phát giác được nó là giả tướng. Ống kính của máy chiếu phim mỗi một giây sanh diệt hình ảnh sanh diệt. Ống kính mở là sanh, ống kính đóng là diệt. Hình ảnh sanh diệt 24 lần. Chúng ta nhìn trên màn bạc, những hình ảnh đó trông giống như thật, mà không biết những hình ảnh đó là giả tướng. Những tia quét của máy truyền hình so với máy chiếu phim điện ảnh mở đóng còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta đã bị lừa dối. Nếu tốc độ di chuyển chậm lại thì quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Mỗi tia quét di chuyển chậm lại, di chuyển từ từ thì quý vị mới hiểu rõ hình ảnh xuất hiện là như vậy. Còn như hình ảnh xuất hiện quá nhanh thì quý vị không tài nào phát giác được. Cho nên nói luân hồi là giả không phải thật. Nhưng quý vị không biết thì giống như nằm mộng vậy. Mộng là giả, nhưng lúc quý vị nằm mộng không biết mình đang nằm mộng, cho nên quý vị trong cảnh mộng có chịu khổ, có vui sướng. Nếu như biết mình là nằm mộng, cổ nhân có nói, nếu mình biết là nằm mộng, trong mộng thấy cọp muốn ăn thịt mình, ta cũng biết phát tâm, ta phát cái tâm từ bi, đem cái thân của ta thí cho cọp ăn. Vì đó là cảnh mộng mà. Nếu quý vị không biết mình đang nằm mộng, nghĩ rằng đó là thật, cho nên khi quý vị nhìn thấy cọp đến thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong cửu pháp giới để độ hóa chúng sanh. Chúng ta thường nghe trong Phật môn có câu: làm Phật sự trong cảnh mộng, xây dựng đạo tràng trăng nước. Đạo tràng là mặt trăng trong nước. Phật sự là chuyện trong mộng. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa rất là tự tại. Các ngài ở trong cửu pháp giới giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh. Các ngài chẳng có lưu lại dấu vết. Nếu quý vị hỏi các ngài có tạo tác hay không, các ngài không có tạo tác, gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Theo quan niệm của chúng sanh mà nhìn thì các ngài làm rất nhiều,
nhưng trên thực tế các ngài không có làm gì cả. Cho nên phải hiểu, nay chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, mà Phật Bồ Tát là bậc giác ngộ, nhìn thấy chúng ta bị oan uổng chịu luân hồi, cho nên gọi là kẻ rất đáng thương. Vì sao đáng thương? Thật là đáng thương. Vọng thấy sanh diệt là đối với sanh diệt, đối với sự chết kinh sợ như vậy, sợ hãi như vậy là vì vọng thấy. Nếu lúc quý vị thật sự liễu giải thì không có sanh diệt, không có sanh tử, chỉ là thay đổi cảnh giới mà thôi, tức là thay đổi cảnh mộng này sang cảnh mộng khác, nhưng không có cách nào làm cho quý vị tỉnh dậy. Hễ vừa tỉnh dậy thì lục đạo không còn nữa. Đại sư Vĩnh Già nói rất hay, trong mộng rõ ràng có lục đạo, giác ngộ rồi đại thiên cũng không không. Sau khi giác ngộ thì không còn nữa. Kế tiếp là Thiền sư Trung Phong dùng tỷ dụ để nói rõ cho chúng ta biết. Ở phần trước đã giảng mà quý vị không có cách nào lãnh hội, nay dùng tỷ dụ là hy vọng giúp cho quý vị dễ lãnh hội. Bản thể của pháp tánh như gương hiện hình ảnh, như ngọc châu thuận theo màu sắc, nên biết cái sáng của gương vốn sạch, thể ngọc châu không tì vết, vật cảnh chiếu rõ không trái sắc tướng, những sắc tướng có sanh diệt rõ ràng giống như nghiệp quả. Chúng ta xem đoạn này, thật tại mà nói, đoạn khai thị này giống như tôi vừa nói, tỷ dụ màn bạc của điện ảnh truyền hình và computer không khác. Từ những tỷ dụ trên, chúng ta phải chú tâm mà thể hội. Y báo và tránh báo trang nghiêm trong thập pháp giới đích thật là giống như vậy, nhưng không phải thật. Nhất chân pháp giới mới là thật, Hoa Tạng và Cực Lạc mới là thật, đều là nhất chân pháp giới. Trong thập pháp giới đều là mộng huyễn bọt bóng, không phải chỉ riêng lục đạo. Bản thể của pháp tánh như gương hiện hình. Vào thời xưa chưa có khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống hàng ngày mọi người thường dùng đến cái gương. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều phải rửa mặt soi gương, trong gương hiện ra hình ảnh. Gọi là bản thể pháp tánh như gương hiện hình. Lại như ngọc châu thuận theo màu sắc. Ngọc châu là một thứ mọi người đều ưa thích. Thế nhưng người có ngọc châu không nhiều, phải là hạng giàu sang mới có. Còn cái gương thì hầu như nhà nào cũng có, cũng là dụng cụ rất thông thường. Tuy viên ngọc có màu sắc, nhưng không phải bản thân của viên ngọc có màu sắc, mà là do sự phản chiếu màu sắc ở bên ngoài mới có.
hiện nay được dùng rất nhiều. Là vì có rất nhiều loại ngọc châu do con người làm ra, làm giống như thật không khác, rất khó phân biệt. Ánh sáng chiếu vào ngọc châu vì góc độ khác nhau nên nó phản chiếu những ánh sáng có màu sắc, thành ra có nhiều màu sắc khác nhau. Điều này người hiện nay cũng rất hiểu rõ, biết rõ ngọc châu vốn không có ánh sáng. Nhờ ánh sáng mặt trời hoặc là ánh đèn chiếu vào nên nó mới có phản chiếu ánh sáng màu sắc. Cho nên gương nên biết cái sáng của gương vốn sạch, tức là gương vốn thanh tịnh, gương vốn không có sắc tướng. Ngọc châu cũng rất thanh tịnh, không có ánh sáng màu sắc. Cho nên Đại sư bảo với chúng ta rằng nên biết cái sáng của gương vốn sạch, thể ngọc châu không tì vết, không có dấu vết, sạch sẽ rốt ráo, vật cảnh chiếu rõ, không trái sắc tướng. Gương, cái gương chiếu cảnh giới bên ngoài gọi là vật cảnh. Vật là gương, là ngọc châu. Cảnh giới bên ngoài chiếu vào nó thì nó liền phản ứng lại, đây là chiếu rõ, cũng gọi là hổ chương. Chương là rõ rệt. Gương chiếu cảnh giới bên ngoài, cảnh giới bên ngoài liền hiện trong gương. Ánh sáng chiếu ngọc châu, ngọc châu liền phản chiếu lại nên có màu sắc, không trái sắc tướng. Tức là sắc tướng tự nhiên hiện ra. Những sắc tướng như vậy chúng ta rất dễ lý giải điều này. Những sắc tướng đó có sanh có diệt. Lúc quý vị chiếu thì là sanh, lúc không chiếu thì là diệt. Nếu chúng ta di chuyển cái gương chiếu bên mặt này thì hình ảnh sẽ sanh nơi mặt này. Chiếu chúng ta chiếu mặt kia thì hình ảnh bên mặt này không còn nữa, đã diệt mất, hình ảnh mặt kia lại sanh. Chiếu khuôn mặt tôi thì khuôn mặt tôi hiện trong gương. Chiếu khuôn mặt bạn thì khuôn mặt tôi không còn, khuôn mặt bạn liền hiện ra. Trong cảnh giới hình như có sanh có diệt, nhưng cái gương là năng chiếu, không sanh không diệt. Ngọc châu thay đổi màu sắc là thuận theo ánh sáng, sự thay đổi là có sanh có diệt, nhưng thể của ngọc châu là không có sanh diệt. Cho nên nói những sắc tướng có sanh diệt, sắc là ngọc châu, ngọc châu hiện sắc như gương hiện hình, rõ ràng giống như nghiệp quả, rõ ràng là rất tự nhiên. Tất cả chúng sanh chúng ta vì đã mê hoặc chân tướng sự thật, tức thật tướng của các pháp, cho nên chúng ta khởi hoặc tạo nghiệp, biến hiện ra quả báo, cũng như hình ảnh hiện trong gương, ngọc châu hiện màu sắc vậy. Hình ảnh không phải là chân thật. Vậy cái gì là chân thật? Chân thật là bản tánh của chúng ta.
Chỗ này thì nói pháp tánh là chân thật. Vậy bây giờ chúng ta muốn hỏi pháp tánh ở tại đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: từ nơi cửa lục căn phóng quang động cõi đất, chư Phật Như Lai thấy được pháp tánh, cho nên chắp tay gọi bạn là Phật. Tại vì sao? Vì bạn có Phật tánh. Phật tánh của bạn và Phật tánh của các ngài không hai không khác. Các ngài là Phật thì quý vị cũng là Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Vô tình chúng sanh có pháp tánh. Trong Pháp Đại Thừa thường nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ta thấy được tánh, nơi tướng mà thấy được tánh thì là thành Phật. Nhưng không thể mê nơi tướng thì gọi là đại triệt đại ngộ, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, còn niệm Phật thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Các ngài thật sự đạt đến nhất tâm bất loạn. Cái gì gọi là nhất tâm? Đã hóa giải hết tất cả đối lập thì mới gọi là nhất tâm. Có người, có ta, ta và người là đối lập, không phải là nhất tâm. Trong nhất tâm không có đối lập. Chúng ta thường hay nói Phật và chúng sanh, còn có Phật và chúng sanh thì quý vị còn mê, chưa có giác ngộ. Nếu đã giác ngộ thì sao? Sau khi giác ngộ thì không Phật, không chúng sanh. Phật tức là chúng sanh, chúng sanh tức là Phật, là một không phải hai, gọi là nhất tâm. Phàm là những gì không có đối lập, không có tương đối, không có chân và vọng, không có chân và vọng, không có chánh và tà, không có thiện và ác, không có đúng và sai, không có ta và người, không có xa và gần, không có trước và sau, thì mới gọi là nhất tâm bất loạn. Cũng gọi là nhập bất nhị pháp môn, cũng gọi là nhập Phật cảnh giới. Phật đã giác ngộ cảnh giới triệt để, được đại tự tại. Ngài đã đạt đến lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tất cả đều thuận theo Phật tánh, không còn tạo nghiệp, không có phiền não, không còn phiền não, không còn nghiệp. Cho nên quả báo trong lục đạo thập pháp giới không còn nữa. Đó gọi là giác ngộ rồi, đại thiên cũng không không. Còn gọi là cảnh giới gì? Là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới tức là hoa tạng, tức là cực lạc. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn những tỷ dụ trên. Nếu quý vị muốn thật hiểu rõ thì phải chú tâm mà thể hội. Bởi thế chư Phật rõ ràng trong sự danh sanh diệt, chỉ thấy vô sanh. Câu này so ra dễ hiểu. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài thấy tất cả vạn vật, tất cả vạn vật tức là lục đạo và thập pháp giới cũng đều là không sanh không diệt. Tại vì sao? Vì các ngài từ trên tướng mà thấy được tánh, có nghĩa là tánh và tướng không trở ngại, không trở ngại. Chỉ cần quý vị liễu giải chân tướng sự thật. Tại vì sao? Vì như gương chiếu cảnh vật bên ngoài, nó có trở ngại hay không? Cảnh vật hiện trong gương, nhưng gương đâu có nhiễm.
không có trở ngại chút nào. Vì sao nay chúng ta có trở ngại? Vì chúng ta có nhiễm trước, chúng ta mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc cảnh vật bên ngoài thì khởi tâm động niệm, nói vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước, như vậy thì là hỏng hết, thì hư hết. Còn chư Phật Bồ Tát liễu giải chân tướng sự thật rất rõ ràng, rất minh bạch. Các ngài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Những lời này tôi đã nói rất nhiều năm rồi. Những người nào thực hiện được thì người đó thành tựu. Không phải chỉ nói suông, có nói cũng vô ích. Nói mà không làm như kẻ đếm tiền, tự mình không được thọ dụng. Nếu tự mình trong cảnh giới đích thật đã hiện tiền, tức là ta thấy sắc nghe tiếng, mà ta thật sự biết rõ chân tướng sự thật, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái nào là tướng phần, cái nào là tánh phần? Thật sự khế nhập vào cảnh giới tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Nếu tánh và tướng vẫn còn đối lập thì quý vị vẫn còn đang mê, chưa giác ngộ. Thật sự giác ngộ thấy tánh và tướng là một, lý và sự là một, nhân và quả là một, thì quý vị nhập nhất chân, tức là nhất tâm. Quý vị đã đạt đến nhất tâm. Cho nên lìa khỏi tất cả cảnh giới, quý vị có đạt được nhất tâm hay không? Quý vị có lìa được cảnh giới hay không? Không lìa được. Quý vị chỉ có thể chuyển đổi, nhưng không thể lìa khỏi. Vì sao không thể lìa khỏi? Vì pháp tánh tự nhiên hiện. Có thể tánh thì tự nhiên hiện tướng, có hiện tướng thì tự nhiên có tác dụng. Thể tướng dụng là một mà ba, ba là ba mà một. Giống như hình ảnh hiện trong gương vậy. Nó là một, không phải hai. Chỉ là mê và ngộ khác nhau. Cho nên nói, chư Phật rõ ràng trong sự sanh diệt, chỉ thấy vô sanh. Trong tướng thấy tánh, tánh tướng là một. Kế tiếp là chúng sanh trong cảnh vô sanh vắng lặng, thấy có sanh diệt. Câu này có nghĩa là nói chúng sanh đang mê. Vô sanh là pháp tánh. Chúng sanh trong pháp tánh thấy hiện tướng có sanh diệt, tức là họ thấy pháp tướng thì chấp pháp tướng, thì chấp pháp tướng thành đối lập. Họ đã quên mất pháp tánh vô sanh. Họ hoàn toàn không biết mình đang đối lập với những tướng hư vọng. Giống như cảnh bố trí ở sau lưng chúng tôi đây, cảnh bố trí là tướng, phía sau có núi, có mây trắng, có cây cối, phân biệt rõ ràng như vậy. Sự phân biệt đó là khởi tâm động niệm, đây là núi, đó là mây, kia là cây. Cây không phải là núi, núi không phải là mây. Nói vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là hư hết, đã mê rồi, càng mê càng sâu, càng chấp trước càng nghiêm trọng.
chư Phật, Bồ Tát không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Các ngài thấy rất rõ ràng, các ngài không có khởi tâm động niệm. Các ngài không nói đây là cây, đó là mây, kia là núi. Các ngài không nói như vậy. Vì là một thể. Cho nên bất đắc dĩ mới nói một danh từ gọi là pháp tướng. Pháp tánh là năng hiện, pháp tướng là sở hiện. Pháp tánh là một, pháp tướng không hai. Đây là trí huệ chân thật, thì mới thật sự thấy được rõ ràng, minh bạch chân tướng sự thật, không mê, không nhiễm. Chúng ta học Phật, mục đích tu học của chúng ta là phải khế nhập cảnh giới bất nhị, tức là trong kinh thường gọi là nhập Phật tri kiến. Bây giờ thời gian đã đến,